Sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện, hiệu trưởng một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó đã tạo chuyển biến căn bản toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông, góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ cho mỗi học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chương trình vẫn còn nhiều khó khăn, như toàn thành phố còn nhiều điểm trường lẻ, thiếu giáo viên, nhất là những môn học mới, sĩ số học sinh cao. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội trên địa bàn thành phố. Các đại biểu đề nghị đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội và các bộ ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh các quy định giới hạn về tầng cao, mật độ xây dựng và số lớp tối đa cho các thành phố lớn, thành phố trực thuộc trung ương, tiếp tục bồi dưỡng cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên có lộ trình đào tạo giáo viên cho các môn học mới, sớm ban hành lộ trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.